Xin kính chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của liên quan đến là các cụ. Hôm nay cũng có một người phụ nữ ở lên không gian mạng cũng có cái vẻ gọi là cái sặc mùi đó, mà cái như là khinh rẻ những người nghèo. Mà bản thân cô này giàu hay không tôi không có biết. Nhưng mà cái về cái bản chất, về cái gọi là cái nết, tôi thấy cô này có những cái mà nó kém. Kém duyên, kém sự hiểu biết, kém đi cái sự giáo dục. Cô lên không gian mạng cô có những cái mà nó sặc mùi cũng là tham tiền của người khác. Và tôi mời quý vị cùng tôi chia sẻ. Anh Tinh nha, đến chương trình Kết Nối Yêu Thương, chị chồng, Việt Kiều Mỹ, Úc, Anh, Pháp. Lương tháng 2.000 đô trở lên, Việt Nam miễn tiếp. Công việc ổn định, lương hưu 2.000 trở lên để có để lo, nếu như là mình kết nối yêu thương được á, hay hoặc là cưới là bên đó lo từ gà tới dép luôn á. Không có Việt Kiều nhưng mà mấy anh ở Việt Nam có kinh tế ổn định thì sao? Không, không thích. Không, miễn tiếp luôn. Miễn tiếp luôn, không cho mấy anh một cơ hội ở Việt Nam, cơ hội nào hết hả? Phải có điều kiện. Có điều kiện lương phải 2.000 hả? Lương 2.000. Nhưng mà lương 2.000 thì cũng hơi ngàn được không? Có mấy chú ngàn. 2.000 mới sống đủ chứ. Đã nói là có chồng, chồng lo từ A tới Z mà. 2.000. Không gia trưởng. Không gia trưởng. Phải sạch sẽ, cao từ 16 trở lên. Không mấy chú. Gia trưởng đó. Thứ bảy. Cái gì cũng là tốt hết. Năm 7 tuổi mà đòi có chồng cái là Việt Kiều, Nga, Anh, Mỹ, Pháp. Lương tháng 2.000. Có chồng gì đỡ chồng nuôi hết, còn Việt Nam miễn tiếp. Mà trong đó mình là người Việt Nam, cha mẹ mình cũng là người Việt Nam, mà bây giờ lại là đi chê người Việt Nam. Ủa tại sao mà thật sự là chưa qua cầu mà đã rút ván rồi vậy hở bé cưng? Bé cưng 5-7 tuổi rồi mà bé cưng, nhìn cái mặt của bé cưng đi, nó có đẹp đẽ không? Cái mặt của bé cưng mà nó đâu có còn là cái túi mà đôi mươi đôi đồ đâu, mà bây giờ bé cưng mà lựa chọn những vấn đề nó cao siêu như vậy. Việt Kiều mà người ta thu nhập lương tháng cả 2-3 ngàn đó, người ta không bao giờ người ta đã lấy những con người như bé cưng để mà dìa để làm vợ đâu bé cưng. Bé cưng ảo tưởng quá, bé cưng ảo tưởng rồi bé cưng đi xúc phạm những người đàn ông của Việt Nam, được không? Bé cưng đang có những cái gọi là ngáo tiền. Bê cưng lên không gian mạng đó thì bê cưng kể như là nói như thế nào thì bê cưng nói, chứ tự nhiên bây giờ bê cưng lên nói một câu mà bây giờ là cần Việt Kiều thao rồi, những người kể như là ở Việt Nam là bê cưng miễn tiếp. Bê cưng không nói có ai nghĩ rằng bê cưng canh, nhưng bê cưng nói cái vấn đề như vậy là người ta cho rằng là bê cưng là một trong những người nó thiếu cái đi cái sự tế nhị, cái sự tinh tế, và một trong những cái bê cưng đang ngáo, hiểu không? Không có Việt Kiều nào mà người ta vừa đã lấy một cái bà già 57 tuổi rồi để sang bên đó sống với người ta. Ở bộ hết đàn bà hệ cưng, cưng lên không gian mạng mà cưng ảo tưởng, cưng ngáo ngôn, cưng còn quay sang cô cưng xúc phạm những người đàn ông trong nước à. Rồi cũng chính từ cái kiểu cách của cưng như vậy đó là qua thấy rằng là cưng nó không có phù hợp. Đạo đức một con người mà bây giờ lên gọi là tập trung vào để mà cái như là để mà dựa vào túi tiền của người ta để mình sống. Đạo đức một con người như vậy hả? Tham lam, không làm muốn có ăn. Người ta đi tiễn một con vợ chứ đâu phải người ta đi mua một con heo gì người ta nuôi đâu quý vị. Đã tiễn con vợ thì ít nhất ra con vợ nó về phải là cùng chung tay với mình để xây dựng một hạnh phúc gia đình, chứ không phải là đi mua một con heo, một con gà về rồi nhiệm vụ đó, rồi mình chỉ biết ăn thôi, biết ăn rồi nằm thôi. Còn cái việc mà kinh tế gia đình để cho người khác lo, ở đâu ra mà hay như vậy? Mình đâu phải là bà nội của người ta. Mà bây giờ mình lên không gian mạng mình ngáo ngôn như vậy, lên không gian mạng mà có những cái mà cái kiểu mà gọi là tham lam đến mức mà cái như là thể hiện một cái sự ấu trĩ. Không ai chấp nhận những cái kiểu này cả quý vị. Mặc dù mình
Mình nghe qua thì đồng ý rằng có nhiều lúc tôi nói thôi nghe qua để cho vui, nhưng mà những cái thành phần này đó nó tào lao. Những thành phần này tôi thấy rằng coi như là về cái tư cách, về đạo đức là cũng sằng bậy rồi. Trời ơi, mình lên mà hỏi rằng cái bản thân của mình đó, hỏi kỹ nghe nè, cái bản thân của cưng bây giờ còn giá trị được cái gì? Hả? Năm bảy tuổi rồi, năm bảy tuổi rồi còn giá trị được cái gì? Bây giờ ra thử lách dòng, anh lách khoảng 2 dòng thôi, lách nổi hay không? Thế bây giờ mình rồi mình vô nhà tắm, mình gọi là sexy, mình nhảy đi, mình nhảy trước gương đó mà tự mình nhìn mình có ói hay không? Mà bây giờ lại là đi ra một cái điều kiện, một chỉ tiêu mà ghê vậy, toàn là Việt kiều không, mà lương phải tháng 2.000 đô. Tôi nói cái thứ này đó cũng là lên cũng kiếm của thôi, lên cũng để mà cái như là cái dạng cũng là siêng ăn nhắc làm, cũng là há mó chờ người ta nuôi thôi, được không? Riêng cái suy nghĩ thôi, riêng cái suy nghĩ thôi là mình thấy cái dạng là không ra gì đâu, được không? Những cái vấn đề, những hình ảnh thế này nó đang làm ảnh hưởng đến là cái giá trị thực của là hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Quá thực dụng. Mà tôi hỏi cái đẹp đẽ gì đâu quý vị, giống như mình là cái như là một người nó cũng là sắc nước hương trời một chút, già già cho cái mặt của mình nó vẫn có hậu, già già cho cái mặt của mình nó vẫn còn có cái duyên. Nhưng mà đằng này thấy quý vị, nhìn vô cái mặt mà 12 chén chè đỡ còn có chỗ là cất cái đít vô đỡ mà lại, mà lên mà ảo tưởng dở sợ. Ủa sống sao mà tự nhiên cái đi lên mây miết vậy cưng? Sống thì mình cũng phải là chung là cũng phải hạ phàm một lần rồi chứ, sống mà cứ đu trên mây miết, không có ngày hạ phàm làm sao mà biết giá trị thật của mình. Giống như mình là một cái người phụ nữ mà gọi là ở tuổi còn khoảng tầm đôi 30 đó, thì mình còn về để xây dựng hạnh phúc với người ta, ít ra người ta hy sinh cho mình thì mình cũng phải đẻ cho mình người ta một đứa con để mà nó gọi là cái hạnh phúc nó gắn bó. Ông nội ở cái tướng này mà về thật sự quý vị để đái gì được nữa mà bày đặt có chồng Việt kiều. Việt kiều mà người ta 50-60 triệu một tháng là người ta không cần tìm cái kiểu như mình rồi. Mà người ta tìm những em chân dài tới nách, tìm những em nó vẫn còn phơi phới, nhìn vô nó còn một cái mùa xuân, còn nhìn cái bản mạch của mình là đông tàn cỏ úa mà dễ gì mà cái như là người đàn ông nào mà người ta đến với mình mà lên mà ảo tưởng mà ngáo ngôn rồi xúc phạm đến những người đàn ông trong nước là sao? Cha mình cũng là người Việt Nam, mẹ mình cũng là người Việt Nam, mà bây giờ thật sự mình có hướng ngoại như vậy đó thì mình cũng phải tự lực cánh sinh đó. Chứ bây giờ mình muốn hướng nội, bây giờ mình muốn hướng ngoại mà mình để trông chờ vào cái sự mà của những người đàn ông khác thấy kinh quá. Dạo này đảm bảo với cưng luôn đó cưng, đảm bảo với cưng là sẽ mãi mãi cưng sẽ không bao giờ mà được gọi là đi sức ngoại như những gì mà cưng mong đợi. Và cưng ế dài, cưng ế sĩ, cưng ế cho lòi móc luôn cho cưng hiểu. Đó. Lên mà thật sự tự tin dở sợ. Tôi nói bây giờ đó, nhìn cái tướng 57 tuổi mà bà con nghĩ đi, nó đâu có đẹp mà nhìn cái mặt đâu có hậu có đồi đâu, hứa không? Nhìn cái mặt là không có một cái hậu đồ vậy trơn trọi, mà cô lên cô nói mà cái giọng là ương ương dở dở còn đãi 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 như vậy. Đảm bảo quý vị, đảm bảo quý vị, những con người này họ có tìm cả mạt kiếp chăng nữa họ cũng không có một cái gọi là cái tâm chồng nó ưng ý đâu, hứa một câu luôn. Những con người đây đó, cho nên vì sao đó, vì sao cái túi như thế này mà vẫn còn dắt cái mặt lên không gian mạng để mà tìm chồng. Đã dắt mặt lên không gian mạng tìm chồng là nó đã quê độ với là bà con lối xóm với là dòng tộc rồi đó quý vị. Nhưng bây giờ dắt cái mặt lên không gian mạng tìm chồng thì ít mà tìm tài sản thì nhiều. Cho nên mình phải hiểu những cái tuổi như thế này mà bây giờ lên không gian mạng mà như vậy, do cái người ta sống nó không có một cái tình, mà cái nết đó cũng không. Cho nên bây giờ là ai đâu ở địa phương người ta dễ gì mà người ta dám mà rớ tới. Cho tôi nói cái hoa nào cũng có ong bướm bu đậu hết quý vị, bất kỳ hoa nào cũng có ăn bướm bu đậu, thậm chí rằng cái hoa nó thối nhất là gọi là cái hoa mà để nó giống như là mỗi lần mà nó nở ra là nó có cái một cái mùi thối đặc trưng để mà thu hút ong bướm. Nó cái hoa đấy ong bướm còn con đậu, mà đây là một cái con người mà không có người đàn ông nào người ta gọi là ngắm nhìn,
thì chúng ta phải hiểu rằng bản thân họ là ai liền, đúng không? Áo tướng dở sợ, bây giờ mà lên không gian mạng tìm cái như là người, cái như thu nhập 2.000 đô phải là Việt kiều, trời ơi, nằm ế dày đi cưng, đảm bảo sao, sao tôi lên tôi dị ứng với mấy con người này quá vậy, đảm bảo ế dày luôn, ế mà ế đến mức mà gọi là ế lòi móc luôn đó. Cho nó chừa chảnh chó bực bội lên giải trí một cái mà cuối cùng là lên gặp mấy cái thành phần tào lao bây giờ này quý vị, không nói là không được. Cho nên quý vị để lại giúp cho tôi cái ý kiến của quý vị trong câu chuyện này như thế nào, chứ tôi thấy dạo này là nhiều cái thành phần như vậy, nhiều cái kiểu như vậy đó, không cần nhìn mình là ai, không cần soi gương hả, lên mà có những cái phát ngôn mà tào lao vậy đó. Và quý vị vui lòng comment bên dưới cái ý kiến và quan điểm của quý vị, và tôi cũng xin phép là kết thúc clip tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bye bye tất cả quý vị.